Thưa quý vị, bên cạnh việc chấm điểm các dịch vụ công thiết yếu như là thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển hành khách, xe buýt, thì bắt đầu từ tháng 10 này, người dân Hà Nội sẽ được chấm điểm các dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Theo đó, việc khảo sát sẽ được tiến hành tại 5 quận huyện Ba Đình, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh và Thường Tín. Sẽ có 700 phiếu được phát ra theo phương pháp khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi. Thời gian điều tra khảo sát tổng thể từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2015. Việc chấm điểm nhằm lấy ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Qua đó tìm hiểu nguyên nhân của những yếu kém, thiếu sót, bất cập về khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế hiện nay. Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 12.